Tiếp theo sẽ là một cái rễ dưới nhé, cái rễ dưới mà tôi đã ghép nó vào lâu lắm rồi, trông nó chẳng ra làm sao cả, nhưng mà chẳng có chỗ nào chết đâu nhé các bạn nhé. Dưới băm đá các bạn không nên có một hòn đá và một mẩu nguyên liệu, làm như vậy là rất khó vào các bạn nhé. Mà các bạn phải có một mẩu nguyên liệu phải 3-4 hòn đá, hoặc là 3-4 mẩu với một hòn đá để các bạn lựa, nhưng mà nó không vào đâu. Khi nó không vào được lắm thì các bạn tác động cơ khí nhé, tác động một tí cơ khí vào đây. Đấy, cái này tôi cho nó như thế này, thế này nhé các bạn nhé. Rùi băm đá ở trên ngọn thì lại đổ xuống. Và nếu như cái rùi này trong vòng 5 năm tôi không động gì, nó sẽ nhè đá. Tất nhiên cái nhè đá ấy thì nó bé so với thân ấy và cái hòn đá ấy thôi, nhưng nó vẫn nhè đá. Nhè đến mức là các bạn cầm cái cây nhấc cả hòn đá được. Cái này tôi garo cho nó 3 phát nhé. Càng garo nhiều chặt thì càng an toàn. Garo thứ nhất nằm ở đây. Chỉ có thắng dò mới có cái động tác garo của bác sĩ thôi nhá. Nhưng mà cái cây này nó đòi hỏi vậy, chứ các bạn không garo là các bạn không làm được đâu. Nó không bao giờ chặt được. Garo là cách nín tự nhiên. Mà chỉ có nghề cây băm đá như thế này thì ta mới dùng đến nó. Cây nhè đá của thiên nhiên thì nó được cái nhè đá rất khủng khiếp, nhưng nó không được cho cái tính nghệ thuật. Đến khi mang về chúng ta phải tác động thêm, nhưng mà nó chỉ được phần nào thôi, vì cái vị trí của nó bám là vô tình chứ không phải là hữu ý. Nó vô tình nó bám đâu thì nó sống ở đấy. Chúng ta chấp nhận chơi nó thì chúng ta phải chấp nhận cái sự vô lý của nó. Để rồi chúng ta không khai thác được nó nữa thì chúng ta tự làm đấy. Các bạn nhìn xem, chặt lắm rồi nhá. Nếu mà gọi là bạo gan lắm thì có thể cầm cây nhấc được rồi đấy. Chặt như thế này. Cần thiết cho nó một phát nữa. Là 4 garo, 4 khúc khác nhau. Cực kỳ chặt chẽ và cực kỳ cẩn thận. Các bạn cứ hãy cứ cẩn thận đi nhá. Các bạn hãy cứ cẩn thận. Thế này tôi đã xong cái động tác nhè đá. Bây giờ tiếp theo vẫn cứ là công việc của vào không, rễ bèo không cần ngâm cái rễ bèo, nó đã làm cái chất
nó là phân phi dinh tổng hợp rồi, nó rất tốt cho những cái cây chưa ra rễ hoặc là mới ra rễ. Tại làm sao tôi làm nước lửng như này, bởi vì tôi sẽ ngâm vào cái chậu nó sâu hơn, cái chậu ấy nước nó sẽ đến đây chứ không phải nước đây nữa. Những cây nhỏ nhỏ như thế này thì cái yêu cầu rễ bèo nó không nhiều, như thế này cũng đã là xong. Các bạn, tôi theo dõi các bạn làm thì các bạn tốn lắm, tốn rễ bèo lắm, mà rễ bèo các bạn vội quá, các bạn làm tươi tươi cũng được nhưng mà nó không bảo đảm kỹ thuật, và cái sự phát triển của cây nó không được hoàn thiện, nó không được nhanh. Rễ bèo các bạn phơi khô đi nhá, 3-4 ngày một ngày phơi khô đi, rồi các bạn cất nó đi, thì khi nào ấy thì các bạn bỏ ra các bạn ngâm. Ngâm thì các bạn sới xé nó tơi tơi đây, kiểu như xé ruốc các bạn nhé. Nó lên tận đỉnh thì cho nó dễ lên tận đỉnh. Thế này là xong của vấn đề ố bèo. Bây giờ động tác tiếp theo cũng vẫn là cuốn dây. Quấn dây thì không cần phải nghiến răng, không cần phải quấn chặt. Quấn chặt lắm thì chẳng được cái gì, mà lại tác hại nhá. Đấy, các bác cần thấy tôi có quấn chặt đâu. Không cần phải quấn chặt, mà cứ lòng lòng này thôi nhá. Để cho rễ bèo nó còn có độ xốp hút và rễ nó còn thở nhá. Chứ chặt quá là rễ nó ra nó chậm, nó bí. Và đồng thời càng chặt thì cái rễ bèo nó không, cái độ xốp nó ít đi. Độ xốp ít đi thì nó cái độ hút nước của nó kém các bạn nhé. Đấy là toàn bộ những kinh nghiệm của 20 mấy năm làm. Thì các bạn cứ theo dõi. Và các bạn cũng từ nay trở đi các bạn hỏi cái điều gì thì các bạn điện thoại nhé. Chứ tôi bận việc lắm mà tôi cũng mắt mờ lắm rồi, chả nhắn tin được nữa đâu. Các bạn cứ Zalo rồi các bạn hỏi đến cả tiếng tôi cũng trả lời. Đang ăn cơm tôi cũng trả lời. Không để cho các bạn phải thất vọng. Chỉ đêm thôi. Đang nhai thì tôi lậu bậu tí thôi, chứ còn nhai xong tôi lại trả lời. Thế này là một cái ruối bám đá xong nhá. Muốn nó nhè đá thì lờ nó đi trong vòng 3 đến 5 năm. Nó sẽ nhè đá cho các bạn. Nhè đẹp cơ. Cây đẹp, đá đẹp, hình hồn đẹp và dáng vẻ các bạn đã có sẵn. Đấy, nó cũng vào đây này. Đấy, là xong rồi.